Dạ. Xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7 và được chị Kim Hoz và anh Van Bory phát tâm gửi tặng 35 phần quà đến ông bà cô chú lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Dạ, hôm nay thì anh chị muốn gửi tặng 30 phần quà đến ông bà cô chú lớn tuổi ở chùa Nam An. Dạ, còn 5 phần quà thì anh chị gửi tặng cho 5 ông bà lớn tuổi ở xóm của nương. Dạ, hôm nay hai chị em đến chùa Nam An để thay mặt cho anh chị gửi quà nha. Dạ, bây giờ ông bà cô chú cũng đến chùa Nam An rồi. Dạ, hai chị em con xin chào các ông bà cô chú đang có mặt tại chùa Nam An nha. Dạ, hôm nay hai chị em con đến chùa Nam An cũng thay mặt cho mạnh thường quân là chị Kim Hoz và anh Van Bory. Dạ, thì muốn gửi tặng cái phần quà đến ông bà cô chú nha. Cũng nhân dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 thì anh chị gửi cho gia đình mỗi phần quà là gồm 10 kg gạo, dạ, thùng mì với gia vị là có đường nè, dầu ăn, nước tương với bịch hạt liêm chai. Dạ, kèm theo đó thì anh chị gửi tặng thêm ông bà cô chú 200.000 tiền mặt nha. Dạ, mỗi phần quà hôm nay gồm tiền mặt với quà luôn là 524.000. Dạ, đây là tấm lòng của anh với chị gửi tặng cho cô chú. Dạ, chúc cho ông bà cô chú có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cũng còn chúc lợi mình mạnh khỏe, có mình có tiền đi giúp người khác, đi vui nữa. Dạ, có nhiều vậy đó. Giúp người khác không phải mình nên mình. Dạ, dạ. Rồi bây giờ hai chị em con cùng với Sư Cô Dự Thuận sẽ thay mặt anh chị gửi tặng quà đến ông bà cô chú nha. Chị bên đây trước ha, lại cho sư cô sắp xếp xong rồi. Vậy là xong, bắt đầu mình phát từ từ ha sư cô. Từ từ đi. Dạ. Vậy bắt đầu từ hàng bên bà trước hết chị. Dạ. Dạ. Cô này đi qua ngoài. Vậy là chú chắc sẵn cái đó rồi anh này ra bên ra. Dạ nè. Vậy bà đứng lên đó bà. Dạ bà đứng con lấy phiếu con gái nghe mà. Dạ được anh chị gửi ạ. Bà đi ra đi, bà đi ra đi. Rồi con gửi tiền con 200.000. Dạ tiền ra. Dạ 200.000 nữa bà. Dạ 200.000. Dạ. Nè. Chạy ghế ngoài cho bán hộp. Dạ. À con xin chú. Dạ này được để đại anh đó vô. Dạ. Dạ được anh chị gửi 200.000. Dạ. Dạ con gửi tiền cho ông bà cho dễ. Rồi anh chị gửi thêm 200.000. Dạ là phần quà đây nghe bà. Dạ. Dạ con xin lấy phiếu. Dạ anh chị gửi 200.000 dạ với phần quà. Dạ chú Vinh nghe một phần. Rồi đây. Dạ cho con phiếu. Được anh chị gửi ha. Phần quà của chị này. Dạ với 200.000. Này. Dạ. Dạ con xin nhận phiếu. Để lấy quà qua thờ. Dạ để con cho. Dạ cô nào lên không nổi có anh hỗ trợ tiếp. Dạ tới cô đúng không? Dạ của cô. Dạ 200.000 nữa cô. Ít tiền chị trao tiền trước cho chị. Dạ đây 200.000 đi đâu? Cưng gom phiếu thì có chị mới đưa tiền được. Đúng rồi. Tại em kêu phiếu ngồi ở kia. Dạ. Đây có anh chị gửi tặng cho gia đình cô nha. Dạ. Dạ đây 200.000 với phần quà. Với phần quà. Dạ được anh chị gửi là chú Vinh. Dạ Vinh dùm nhỏ đó dùm nhỏ thôi. Cảm ơn nha. Dạ. Bà cô bà đi tới con Vinh nha. Dạ nha. Nè bà đi tới đi con Vinh. Ông bà lớn tuổi không có Vinh nổi nên là mấy anh hỗ trợ lấy 200.000 cho em. Dạ. Đây anh chị gửi 200.000 với phần quà nha bà. Phần quà là chú Vinh cho dùm nha. Dạ phần quà của bà ở đây nè, đi theo nha. Đi theo chú nè. Dạ, vậy gửi 200.000 giùm em. Dạ, với phần quà. Phần quà nữa nè. Dạ, để bên đó. Dạ, tới bên đây nè. Dạ, rồi. Con nhận phiếu. Dạ, được. Cảm ơn anh chị gửi ạ. Dạ, được anh chị gửi tặng. Được anh chị gửi tặng. Phần quà ở đây nghe bà, đi theo nha. Đây đi. Chú ơi, chú ơi. Phiếu đây thôi. Đây, con hỗ trợ tiếp cho. Dạ, anh chị gửi 200.000 với phần quà nha. Đi. Đây bà để đâu cô? Dạ, con để con nhận phiếu. Chú chúc hai con mình khỏe thôi đi. Dạ, đây tấm lòng của anh chị gửi cho bà nha. Đây phần quà của bà thì ở đây nghe bà. Bà đi theo phần quà. Rồi để con nhận phiếu luôn cô. Dạ. Được anh chị để. Cảm ơn cô. Dạ, phần quà ở đây. Đi theo. Dạ. Ở ngoài nè. Dạ rồi, nhận phiếu gửi giùm em. Dạ. Đây phần quà của chú. Dạ được anh chị gửi. Cảm ơn. Dạ. Rồi xin nhận phiếu. Dạ 200.000 anh chị với phần quà ở đây ạ. Con nói chưa? Đây rồi. Dạ. Dạ. Dạ, cho em xin nhận phiếu, chị gửi với em. Dạ. Cảm ơn hai anh nha. Dạ, được anh chị gửi. Dạ. Ông Hiển nè, vô nè, thợ hộ đi vô đi. Đi rồi. Dạ, cô chú, con nhận phiếu. Dạ, được anh chị gửi. Dạ. Rồi ông Bảy vô, dạ, em Bảy ơi. Cảm ơn luôn. Phiếu dạ. của Bảy. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Con gửi rồi, được anh chị gửi. Đây, cho ông Bảy. Dạ, ông Bảy. Đâu? Dạ đây. Cô Thảo hai phần tháng. Dạ. Dạ để con chút. Dạ. Rồi được anh chị gửi không ạ? Rồi xin cảm ơn chân thành, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe. Đây là hai phần của cô Thảo đi đến thuộc được ông bà đi đó được. Được. Dạ. Cái này gọi cho con. Để hai thứ nữa con. Dạ. Rồi, cảm ơn con Liễu để hai cô chia sẻ sức khỏe. Dạ, con gửi 400.000 là hai phần. Dạ, dạ hai phần của cô bà để mình lớn tuổi đi không được cô Thảo nhận giùm. Dạ, dạ của cô rồi. Dạ, chị cô bên đây trước, dỗ chú này lại trước. Lại trước đây. Dạ. Dạ, dạ, dạ của anh thì gửi 200.000 với phần quà, dạ với phần quà chú. Dạ. Rồi cho cô phiếu. Với phần quà của anh bơ bơ. Ông dạ. Bà lớn ừ, tuổi đến không có được cháu nó đến nhận 200.000 luôn con. Dạ, được dạ. Anh chị gửi ạ. Nhỏ nó trắng bây giờ nó đi lại không được á. Dạ. Dạ. Rồi, cô chú. Mẹ nó đi. Cô gửi giùm đi, cô. Dạ, chị Vinh qua bên. Bây giờ còn hai phần. Dạ, bây giờ còn hai phần quà gửi dạ, cho hai cô. Dạ, con xin nhận phiếu. Dạ. Đây 200.000. Dạ. Rồi chú kinh ra giùm con. Dạ, kinh coi ghế kìa, ghế cho. Dạ. Dạ. Đây 200.000 của anh chị gửi tặng cho. Dạ, nhà chú kinh giùm để anh xem. Dạ. Dạ, ông bà cô chú vừa rồi hai chị em cùng với Sư Cô Dự Thuận đã trao xong 30 phần quà đến ông bà cô chú lớn tuổi tại chùa Nam An. Dạ, thì hôm nay cũng được chị Kim Hoz với anh Van Bory dạ gửi cúng dường một phần quà Sư Cô. Dạ, cái này là hồng mì chai nè, với gạo với gia vị. Dạ. Dạ, một phần quà trong đó cũng có gồm 200.000. Dạ, và anh chị gửi cúng dường thêm số tiền là 1 triệu. Dạ. Vậy con gửi cho Sư Cô là tổng cộng 1.2 triệu nha. Dạ, với phần quà. Cô Dự Thuận trước thì kính chúc Phật tử nhiều sức khỏe. Sau thì Phật tử có gửi quà cúng dường tam bảo để cô nấu cúng gầm. Dạ. Gửi số tiền trong này là 1 triệu với 1 triệu 200 chung dưới đây là 1 triệu 2. Dạ. Cô chúc cho Phật tử ở trong nước với ngoài nước thì cũng được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn Sư Cô Dự Thuận rất là nhiều. Con cũng chúc cho Sư Cô có thật nhiều sức khỏe để làm chuyện thật sự. Mô Phật. Dạ. Dạ, thì hai chị em cũng trao tặng xong 30 phần quà ở chùa Nam An rồi. Dạ, thì tiếp theo thì hai chị em sẽ hai mặt cho anh với chị gửi 5 phần quà đến 5 ông bà lớn tuổi ở xóm của nương nha. Dạ, rồi con chào Sư Cô. Dạ, dạ. Dạ, ông bà cô chú, giờ hai chị em tặng 5 phần quà đến 5 ông bà lớn tuổi ở xóm nha. Dạ, đầu tiên thì hai chị em đến nhà của bà Tư. Dạ. Chào bà Tư. Dạ, con mới tới bà Tư ơi. Dạ. Dạ, sức khỏe bà Tư hổm gà vẫn tốt hả bà Tư? Cũng vậy à, vậy đó. Dạ. Cũng ai đều gói đi vậy đó. Cũng uống thuốc chị hoài đó. Uống thuốc hoài vậy đó. Uống thuốc hoài vậy đó. Vẫn đau uống vô vậy hả? Dạ. Hôm nay cũng nhân lễ Vu Lan rằm tháng 7 được anh Van Bory với chị Kim Hoz gửi tặng cho bà Tư phần quà nha. Dạ, 10 kg gạo với thùng mì chai và với gia vị. Rồi, nói chào đây cảm ơn gì? Dạ. Cảm ơn kêu gì? Bà Tư kêu xưng cháu đi, tại vì anh với chị cũng còn cảm trẻ. Ơn cháu. Dạ. Rồi với người kia nữa. Dạ. Cũng cháu luôn. Dạ. Cho tôi gạo với mì tôi cảm ơn. Dạ. Chúc mấy cháu nhiều sức khỏe. Chứ biết nói gì giờ. Dạ. Với anh chị gửi cho bà Tư 200.000 nữa nha. Dạ, phần quà thì 324.000 với 200.000 tiền mặt. Dạ. Vậy tôi cũng cảm ơn hai cháu. Dạ. Cho tôi món quà với gạo, mì này kia nọ. Dạ. Không biết nói gì hơn. Chúc cho hai cháu mình giỏi mạnh khỏe, còn nhỏ thì mình khỏe đi. Dạ, rồi con cảm ơn bà Tư, chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Dạ. Đúng nha bà Tư. Rồi hai chị em con xin phép đi bà Tư rồi. Dạ. Dạ. Dạ bà Tư ơi. Dạ. Dạ, hai chị em con mới tới bà Tư rồi. Dạ. Dạ. Tự nó còn ú. Dạ. Dạ. Bà Tư mới sửa cái chạy lên hả bà Tư? Cắt lại cũng vậy, hai tấn mấy ngày con rồi. Dạ. Dạ. Lúc trước con lên là nó nhỏ xíu ở dưới rồi. Bữa nay cắt cao được một chút. Dạ. Lúc trước cắt vì thằng bây giờ tôi lên đường quá trời nó cắt mà cái lá ủi uống. Dạ. Dạ. Đường cao hả bà Tư? Uống thuốc nam rồi lắm, thuốc tây nữa con ơi, lá ủi nó phải chịu nổi. Dạ. Có lá ủi uống nó lên chủ lắm luôn. Dạ. Hơi gì cái sách mình uống đó. Dạ. Uống nước trà vậy đó. Ừ, rồi cảm ơn hai con nhiều lắm nha, với cậu quay phim. Dạ, dạ. Vô đây cái sao muốn chết luôn á. Dạ. Dạ, bà Tư chúc ở ngoài sau hè. Dạ, cũng nhân dịp rằm tháng 7 bà Tư. Dạ, được chị Kim Hoz với anh Van Bory gửi tặng cho bà Tư phần quà nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Lắm nha. Đây. Có 10 kg gạo nè, rồi mì với gia vị với 200.000 tiền mặt đây con gửi cho bà Tư nha. Cảm ơn ha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm, anh cô Kim Hoz hả? Dạ, dạ. Chị Kim Hoz. Chị Kim Hoz, cô Kim Hoz nha. Cảm ơn cô nhiều lắm anh cô. Dạ. Dạ rồi không có màng ra tiền cô ơi. Sống đắp đổi con ngày vậy đó. Cũng nhờ cái đoạn quay phim này cho á. Dạ. Hai con cho đó. Hồi xưa có gạo ăn đó. Dạ. Rồi sống đắp đổi qua ngày đó con ơi. Con cũng biết hoàn cảnh của bà Tư khó khăn, lần trước chị cũng có hỗ trợ cho bà Tư á. Dạ. Rồi đến có tháng rồi đó. Dạ, đến dịp gầm này thì chị tiếp tục hỗ trợ cho bà Tư phần quà nữa nha. Chúc bà Tư có nhiều sức khỏe lúc bà Tư ơi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm nha, cô Kim Hoz. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm á. Dạ. Bao gạo cũng gần hết rồi bà Tư. Với hai con muốn hết rồi nè. Dạ. Dạ. Với cậu ơi, cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Rồi con chúc bà Tư có nhiều sức khỏe nha bà Tư. Rồi hai chị em con xin phép đi luôn bà Tư ơi. Cảm ơn hai con nhiều lắm nha, với cậu nha. Dạ. Con để phần quà đây cho bà Tư nha. Dạ, bây giờ thì hai chị em đến nhà của bà Tám. Dạ, con chào bà Tám nha bà Tám. Cảm ơn. Dạ. Dạ, hôm nay cũng nhân dịp rằm tháng 7 bà Tám được chị Kim Hoz với anh Van Bory gửi tặng cho bà Tám phần quà nha. Dạ, gồm 10 kg gạo với mì với gia vị và với 200.000 tiền mặt nha bà Tám. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Dạ. Có tiền. Dạ. Ba hạt tiền của ông bà ủng hộ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Với chị gì? Dạ, chị Kim Hoz. Cảm ơn cô Kim Hoz cũng ủng hộ cho tôi, hoàn cảnh cũng hơi khổ rồi giờ. Cô ủng hộ tôi, mang ơn cô nhiều lắm, chúc cho cô được mạnh khỏe và màng ăn phát đạt. Bây giờ tôi già cả rồi, màng cũng không ra tiền cô ơi. Cô đi nó màng mướn thằng thê ăn hết rồi, có mình ơn ở nhà, cô ủng hộ mừng vậy lắm, cảm ơn cô. Dạ, cũng biết được hoàn cảnh của bà Tám rồi, anh với chị gửi cho bà Tám phần quà nha, chúc cho bà Tám có nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Cảm ơn cô, ủng hộ giùm mừng lắm. Dạ. Mệt, nói chuyện mệt lắm. Dạ. Dạ. Rồi con chúc bà Tám có nhiều sức khỏe nha bà Tám. Cảm ơn bà con. Rồi hai chị em con xin phép đi luôn bà Tám ơi. Dạ, rồi con gửi phần quà đây nghe bà Tám. Để đi. Dạ. Cảm ơn con, mừng cảm ơn. Rồi. Dạ, bây giờ hai chị em đến nhà của ông Sáu. Dạ, chị. Nó nhỏ. Dạ. Con mới tới ông Sáu ơi. Dạ, ông Sáu mới tới. Dạ, con để với thật thì để mình làm. Dạ, sức khỏe của ông Sáu tốt không ông Sáu? Dạ. Ông Sáu lớn tuổi thì cũng lãng tai đâu mà cô chú. Dạ, hôm nay cũng nhân dịp ngày rằm được anh chị gửi quà cho ông Sáu nha. Dạ. Dạ, được chị Kim Hoz với anh Van Bory gửi phần quà. Dạ. Dạ. Gồm gạo, mì với gia vị với 200.000 nha ông Sáu. Dạ. Dạ. Dạ, chúc ông Sáu nhiều sức khỏe nha ông Sáu. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cho ông Sáu có nhiều sức khỏe, hai chị em con xin phép đi luôn Sáu ơi. Dạ, con gửi quà đây cho ông Sáu nha. Vậy cũng gửi lại cái mai. Dạ. Dạ. Dạ, ông bà cô chú ơi, còn phần quà cuối cùng hai chị em đến nhà của bà ba. Dạ. Để cái ghế luôn thôi. Cho cũng mừng lắm chứ. Dạ. Dạ. Bà ba cũng đủ chứng bệnh hết hả bà ba? Đủ bệnh chân, bệnh đường, bệnh tim, tiểu đường, người tim nữa. Đâu đi bộ được, chạy xe vậy á. Mặc dù mệt thở không nổi nha. Dạ. Dạ hôm nay nhân dịp rằm tháng 7 được chị Kim Hoz với anh Van Bory gửi tặng cho bà ba phần quà để dùng hàng ngày nha bà ba. Dạ cảm ơn mấy cô. Dạ chú. Dạ, Nương cũng xin phép báo cụ thể số tiền. Dạ hôm nãy thì ở trong chùa Nương cũng chưa có báo cụ thể. Dạ phần quà hôm nay thì gồm 10 kg gạo. Dạ 10 kg gạo này có giá là 170.000. Dạ thùng mì Cocomi thì có giá là 71.000. Dạ còn gia vị thì chai dầu ăn. Dạ giá 31.000. Chai dầu ăn này là 1 lít. Dạ chai nước tương 7.000. Bịch hạt nêm chai thì giá 23.000. Dạ 1 kg đường cát là giá 22.000. Dạ phần quà này trị giá 324.000. Dạ. Dạ với anh với chị gửi thêm cho bà ba 200.000 tiền mặt nha bà ba, giúp cho bà ba mua thuốc. Dạ được 4 muỗng thuốc. Dạ. Cảm ơn hai cô với chú. Dạ anh chị cũng rất là chu đáo, cũng biết ông bà lớn tuổi thì cũng có cần tiền mua thuốc hoặc là mua đồ ăn á. Nên là anh chị gửi thêm 200.000. Ăn thì cô Ngọc cô mua cô cho. Dạ. Tiền chạy cờ xuống không chích thì thở không nổi. Dạ. Nói vậy đó. Rồi con chúc bà ba có nhiều sức khỏe nha bà ba. Dạ. Dạ vậy đây, cảm ơn chú với hai cô nha, với người ở ngoài đó, cảm ơn giùm. Dạ. Dạ. Vậy đó. Ở nhà của mình chạy queo vậy đó. Chạy lên bà Chính xin thuốc, con có thuốc gì xin uống. Dạ. Dạ. Bữa nay nhận được quà vui mừng hả bà? Vui dữ lắm, mừng dữ lắm, mừng chứ già dạ. Rồi đâu có mừng gì ra tiền đâu. Dạ. Đi bộ không có đi được, có lên chiếc xe ngồi đạp được. Khổ vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cho bà ba có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con bữa nào mặt anh chị gửi quà cho bà ba nha. Dạ đi dạ. Thuốc. Chị cảm ơn nha chú. Dạ. Cái này cô cảm ơn người ngoại đang ta gửi ta cho mình đó. Dạ. Cũng đỡ một chút. Dạ. Rồi con xin phép bà ba con đi bà ba. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha mấy cô. Dạ. Xin phép bà ba về luôn. Dạ, hôm nay cũng nhân lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7, hai chị em rất là vui khi được thay mặt cho chị Kim Hoz và anh Van Bory dạ gửi tặng 35 phần quà đến ông bà cô chú lớn tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dạ thì ông bà được nhận quà rất là vui mừng luôn. Em cảm ơn anh và chị rất là nhiều. Dạ thì em cũng xin tổng kết lại số tiền hôm nay mà hai chị em của em thay mặt cho anh với chị gửi quà đến ông bà cô chú nha. Dạ, 35 phần quà gửi đến ông bà cô chú. Dạ thì với số tiền là mỗi phần là 524.000. Dạ với một phần quà gửi cúng dường cho sư cô. Dạ tổng cộng là 36 phần quà với số tiền là 18.864.000. Dạ với gửi cúng dường cho sư cô 1 triệu là số tiền 19.864.000. Dạ thì em cũng cảm ơn chị Kim Hoz và anh Van Bory rất là nhiều, cũng hỗ trợ tiền xăng cho hai chị em. Dạ thì em cảm ơn anh với chị. Dạ chúc anh và chị và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, thành công trong công việc và cuộc sống. Dạ thì hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào. Dạ, xin chào.